Buổi sáng hôm nay bắt đầu vui nè các bạn. Có 14 năm qua bắt đầu phụ làm nhân để gói bánh. Như bạn thấy thì ở đây có nhân đậu mỡ nè. Chuẩn bị xong hết đây nè. Nhân chuối. Đây, hồi tối thì đã làm xong hết cái phần nhân cho bánh tròn. Có mẹ xác hết luôn hả? Gọi xác đi. Thôi thôi chứ cái này chưa cái nào cho cái gì có chưa làm gì đó không? Chưa gì không? Ba mà xác không về hả mày? Con Dương nó điện coi vợ em đau muốn chết luôn mà nó về mình ơi em gầu muốn chết là chị điện coi. Mình nói ủa rồi sao chú ấy Dưỡng không kêu nó bệnh thì thôi nhà đi qua năm hết đi. Gì đâu mà trời ơi em không có nấu. Chú Bảy đi mượn cái nồi nấu bánh về nè. Thôi chỉ qua được đó. Cái nồi khổng lồ muốn ra là muốn lật cái cửa. Bạn thấy mấy dì mấy chị sáng sớm tứ rất là đông vui để hỗ trợ làm gói bánh nè các bạn. Như Huy nói thì nếp sẽ trộn chút đường, chút muối để cho có vị. Tự động cái bến của chú Bảy cũng thành cái bến đò luôn các bạn. Chú Bảy đã thành ông lão lấy đò. Nhớ con không? Nhớ con không? Dạ. 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 Năm sau con sắm thiết giáp hay xe tăng gì con đi. Dạ, mở. Mở khỏe không mở? Khỏe. Dạ. Con xuống đó đây nào vậy? Dạ con xuống tới bữa chiều thứ tư. Vậy dạ. Dạ. Thì nhà bà con hàng xóm rồi hai bên sông nữa bạn. Nên chú Bảy nãy mấy chú cháu xách chiếc cái vỏ ghe này về để đưa qua đưa lại. Cái quý ở miền Tây mình còn lưu giữ là cái không khí của gói bánh này các bạn. Mấy dì mấy chị vừa làm vừa trò chuyện rất là vui vẻ. Tại cô Bảy không có vô giờ đây ở đâu có gói bánh đâu. Có chú vừa mới có bánh hàng năm. Dạ. Vậy vậy là vậy là dì con phải không? Dì dạ, cảm ơn. Năm nào hơn năm ngoái gói có 17 20 ký năm nay tới cặp đôi luôn mà. À. Cực không? Như gói nhiều hơn mấy gì mấy chị thấy cực không hay vui? Vui chứ cực gì? Dạ. Cực không có cực gì mà vui. Dạ. Thảo Thảo nấu ăn thì tốt rồi nhưng mà gói bánh thì còn đang học thêm của mấy dì mấy chị. Có kinh nghiệm. Nãy giờ 30 phút rồi mà chưa xong hai lọn. Mấy dì ở trong thì gói bánh mà phút nó ra đây nó cưa bơm. Sáng cạp lên cạp được trái bơm mà. Phút nó ra lấy cưa sắt nó cưa nè. Nổ 70 ký sát chúng còn gom lại 7 gram không bạn. Nói chung là chú cháu mình gặp cái vận xui nhưng mà trong cái xui nó có cái may, gọi là cái rủi có cái may.
Mấy bạn thấy cái cây này là cái cây gắn vô cái bánh lái của cái vỏ lãi quy á. Đi vừa tới đây là nó gãy luôn. Đây đây, cái khúc gãy cho các bạn. À bên kia. Đưa cho chú. Đây này. Ta à, cây sắt với cây inox. À Phúc, cái hàng mỗi hàng là bằng sắt. Cây inox hàng vô cây sắt nên nó giòn rụm nè. Tới đây cây nó, vừa tới cái đầu dàm vô đây cái nó gãy luôn. Lái máy vô tới trong đây. Giờ chú cháu không có đồ nghề, mượn chú Bảy cái cưa sắt ra cưa. Giống như cưa bơm. Nóng rồi nghe, nóng rồi nghe. Để nó nguội nguội nổ. Khoảng 10 rưỡi trưa các bạn. À, bà con mấy cô mấy bác mấy dì nghỉ tay không có bánh nữa, ăn cơm trưa. Có thịt vịt kho, rồi thịt kho tàu. Đậu que xào với thịt nè. Canh thịt luôn, canh bầu thịt. Cải chua, chuối chát. Là cơm trưa nha các bạn. Rồi mời bạn cơm nha, đói bụng rồi bạn ơi. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi, quy mời các bạn. À, nồi xông hơi ngoài trời luôn nè. À, trong khách vừa ăn xong thì một toạt bánh tét đã được bỏ vô nồi để bắt đầu nấu các bạn. Mình nấu bằng lá cao ha, cho chín. Nấu bỏ lá cao vô trong các bạn cho mau chín với cái màu nó đẹp với nó cũng không có bị dính cái đáy nồi nữa các bạn. Nấu được nồi bánh cũng rất là công phu, nồi cái công chặt củi thôi các bạn, theo một đống củi khổng lồ chứ chút chậm chút xíu là hết trơn. Tết kiểu này Sóc Trăng thì không có lớn, không có đòn bằng bắp đùi mà bằng vừa bằng cầm tay rồi các bạn. Cái nhỏ thì dễ ăn, ngon. Các bạn biết sao bánh tét nó phải có đôi không? Tại khi mà mình chút mình vớt nó tiện. Quá. Khát lòng. Vô đây là phải khóc. Vú sữa mà không có bụi bự sao? Trời ơi, ông mày chị kéo vô nhà hả chị để? Em chưa phá. Chưa phá hả? Hôm nay em mới đón hàng. Ở trên lớp trên bánh bảy cũng đến bảy các bạn cũng phủ lớp lá chuối để nó giữ hơi cho nó chín luôn cái lớp bánh trên luôn. Nấu mà còn khóc nữa đó. Hả? À, nấu bánh mà phải khóc các bạn ơi. Nước chảy lòng thòng. Chiều nay ai cũng giảm cân hết tại chảy mỡ ra bớt. Mình thui giả cày. Mấy bạn ơi, cái sớm mà làm bánh tét không có vui. Cái sớm bằng dịch mới vui hơn nè, đó. Quá trời, quá đắt cái sớm này. Rồi bạn Huy thì lo hai nồi bánh tét. Chiều nay mà hai nồi bánh tét nó không dính là bị tét đít. Ai... em sợ là anh ba bị tét đít chứ. nhà mình có cây cao không cho anh cái mò. Qua đây nè con, đi vòng qua đây chơi. Đâu tới đâu cái thòng tới cắt cái gì. Ủa cái cao cái thấp nó trượt không vậy? Tiến bộ mà năm 2020. Rồi mở bắt đầu khui rồi bánh rồi các bạn. Khui ra có cái bánh rồi. Lấy cái gì vậy? Cái lắp. Không nghỉ. Đây qua đây. Sao nữa? Mấy em đem vô nè, em cột nhà.
Đúng rồi. Em muốn người ta lấy cái gốc rồi. Có nó cũng độc chiêu lắm đó nha. Rồi, chết rồi. Con biết rồi. Cái này là được hưởng lộc nè. Ai là tác phẩm làm gớm? Rồi. Ai cũng chắc. Đỡ thua rồi đó. Hồi nãy tao với mở bánh hai mày, mở hai mà hai mày là thiên vượt cái này biết nhiêu nữa đó, còn không chắc á. Mấy bạn thấy không, gói bánh vui và khui bánh càng vui hơn nữa. Mấy vị, mấy chị người bên tay, mấy bạn thấy mở bánh ra thì nhúng vào nước lạnh liền, cho nguội liền ở ngoài để nó giữ cho bánh ngon ở trong. Vừa thôi chàng chè được lắm á, như nước được rồi thôi, đỡ đỡ luôn thôi. Ừ, nó bắt mũi vậy nó thương ra. Thôi. Luôn. Ngồi rớt cái đồ quý trời biết. Mở hai. Mở nó mở lại đó đi, mở hai vớt đi. Ủa, đó. Mở hai vớt để đó đi. Đó, sao còn có cái gì vậy? Ê, cột lại, dạ hai vậy. Cột lại. Vô thử. Vậy quay phim cho chính xác. Đùm luôn. Đùm cho luôn. Đây nè hai. Ơi sập nhà. Thì mình cũng ước được như mấy đứa bé này nè, được cái cảm giác mà khi được khui cái bánh đầu tiên được thưởng thức, nó đã mà nó hồi hộp háo hức rất nhiều nhiều cái cảm xúc đó các bạn. Hút ra. Rồi phải ăn tay mày luôn. Không, không cho tao đòn não chứ mày. Rồi giật mình quay. Đập nhà trong á. Bỏ tay đi. 42 bạn canh rồi. Em mới chém thôi nha, đúng không? Đúng không? Mà đến tới đây là bốn mấy năm chỗ quê đúng không? Mà dám nó nắm đầu. Chia hả? Chia của hả? Chia của. Đúng mất hết rồi. Đó chết mồ. Cu mèo à. Còn sống nữa con. Còn sống nó nhảy. Đưa con đẹp vỏ nấu lại. Còn nghiên cứu vậy cho cặp này. Hên quá, bánh tét còn nóng không hay là chị hai thử rồi. Trong mỗi đòn. Những cái đòn bánh này là tình cảm bà con á bạn. Gửi gắm trong đó rất nhiều. Thì thể hiện cái sự hào sảng của bà con mình ha. Khách đi đến ăn cho no bụng, về cũng có một cái phần quà cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Rồi cái sự kháng kích của bà con mình nữa ha. Ví dụ như từng cái nuột dây đi hay là một cái lá là cũng công sức của một người góp sức lại để cho cái đám giỗ của, mình nói thật sự nhiều bạn nói đám giỗ là tưởng nhớ ông bà nhưng mà cái cũng như là cái ngày vui để họp mặt con cháu gia đình, dù xa tới đâu cũng nhớ quay về gặp nhau con cháu nhiều qua nhiều thế hệ vẫn biết nhau. 112 mình đó. Ai có rồi. Và đi tới sáng luôn. Cái khâu điếm bánh không mình nó cũng mất thời gian. Điểm bên này, điểm bên này thôi. Em điểm bên đây thôi, điểm bên đây thôi. Chắc chưa, điểm kỹ chưa? Điểm kỹ chưa mấy? Điểm lại đi. Lộn rồi, điểm lộn rồi. Ôi bó rối rồi. Tự đổ mồ hôi hột rồi. Bảy mấy đêm qua. Bảy mấy đêm qua. Đếm lộn, lộn rồi. Thằng này. Lại đi. Hình như là có 5 đồng ha. À, 5 hồi nãy là nhiều. Nãy là có 5 đồng à. 5 vậy này dư dư lắm rồi, lấy lại. Lấy lại là rớt ra đó, cái nào dư ra cái đưa đây. Nãy có 5 đồng ha. Ấy ở đây tới 4 đồng hả? À, đó là lộn rồi. Cái dư
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
các bạn. Khách quý được mời. Thì nãy mấy dì về thì người được gửi cho ăn đòn hết rồi, mấy người dì mấy chị lâu chưa rồi nó lâu qua vậy. Mời các bạn nha, hôm nay thành quả của nhà gói bánh đây, mình ăn thử một đoạn đây. Đây là nhân ngọt đây, nước cho nhân nước cho nước cho sao nhẵn xét giờ. Ngọt ngọt. Ngon không? Ngon. À, phải rồi, mình cũng thưởng thức cái bánh nhân chuối nãy mình được trong kia cho nè. Ở đây cũng còn nè. Chúc hai anh em mình làm hết dĩa này các bạn ơi. Chuối chín thì rục nên ăn rất là ngọt các bạn. Để đâu cũng có, để đợi không có. Giò con đâu ăn được. Nghe lắm dỗ rồi nào, giờ có ai mà làm cỡ 50 triệu thôi không? Ừ. 100 triệu thôi á. Cái bánh tét này vừa ăn luôn bạn ơi, không có to quá ăn hơi ngán. Còn này các bạn có thể thưởng thức hai hoặc ba miếng các vị bánh khác nhau. Với lại mình làm xong ăn mình ăn nó ngon lắm. À đúng rồi, có công phải không? Có công. Lúc mà đi mua về thì ăn cảm giác nó khác đi. À đúng rồi. Làm nó vui mọi người. Nó ghi đâu đi kia nó. Nó không chịu luôn. Quá ghê không? Phải có điện shop không? Điện sao không? Còn dạng chuyện qua con điện nó đâu không? Tuyệt vời các bạn ơi. Mình cũng thử miếng bánh tro luôn nè. Đúng rồi, dưới ăn rồi á. Anh em ngoài á. Đã thiệt đã. Đây anh gửi. À được rồi, anh ra được. Rồi. Ngon ngon ngon. Cảm ơn Huy. Mời bạn nha. Mời cả nhà. Thơm mùi đậu rất nhiều bạn. Và có cái hương vị của bánh 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 ú lá tre ở trong đây nữa. Hết dĩa bánh này chịu khỏi ăn cơm. Vậy giờ nó mới biết đâu đường đâu chạy vợ, vợ chạy đâu. Chứ hồi đó đủ theo mình gặp đủ nó chạy ông nội tao mà gượt. Nó gượt lên luôn á. Ngựa mà. Trước khi ăn gắn là phải giỡn gì đó cho gắn nó dẻ thịt. Chứ quyết luôn không nhường dê ra cho nó chạy mấy vòng người ta mới làm thịt. Với lại em gặp dạng Nguyễn nó cũng quyết rồi. Trời ơi đâu bữa đi gạch ngay sau đó đi thăm gắn chạy vòng ra bắt út bò ra nhảy dừng nghe cái ít còn mấy chú dạng ơi nó đang bò lại nó lên tiếng rồi chú dạng làm gì vậy ta. Qua đây nè, qua đây gượt theo luôn rồi, lấy gượt theo rồi. Qua đây. Chạy. Nó lấy cái rồi. Ngâm ra nó luôn đó. Nó có cái vây trên cái đoạn lưng trên đầu nó nhìn cũng phần gỗ ngộ nha. Tính ra gắn ra cái gắn này chọc dưa mà, gắn chọc dưa mà. À lên nó mổ ra chóc luôn. Nó mổ ra chóc luôn. Nó gượt nghe, nó gượt nghe. Nó đang muốn lên TV. Đang muốn lên TV tạo dáng rồi ghê chứ. Nó tạo dáng muốn lên TV. Dáng tạo đi con ơi, hồi chết rồi con ơi. Thôi phải gắn hậu hán. Hậu hán của ba con nè. Ba nội ơi, cha nói con gắn hậu hán. Ô quá trời. Nhắc này nó mệt rồi. Đuối rồi. Mới thay da. Đuối rồi. Con này là mấy đứa con này là to. Ừ lắm bây giờ nó ốm bớt. Ngắn này cái gì? To hơn ngựa. Con ngựa. Con ngựa bên hả? Nó lật ngược luôn rồi, nó nhảy lên hết nổi rồi.
Hôm nay chuẩn bị cho ngày giỗ chính các bạn. Buổi sáng này đã sơm tụ rồi. Bà con cũng bắt đầu lại phụ người tay. Ai cũng có việc. Hôm nay có món gỏi củ hủ dừa nữa nè các bạn. Xôi hả? À, thím ba mẹ của Dạng làm xôi nữa bạn. Đây, xôi đậu phộng. Thôi bắt xôi mới vô. Rồi có bánh tét rồi có xôi nữa nè, hết sảy không? Dạng thì chặt dừa để lấy nước nấu món rồi. Hãy sớm nóc ngựa trái đi. Uống bia, uống mát. Uống để hồi sức trước đó không? Để uống vô bụi luôn. Rồi. Nhờ thêm. Thím ba đang coi lại nồi cà ri vịt nữa mà. Thì bên đây có gà nè. Gà để luộc xong bóp gỏi củ hủ dừa. Cái nước sẽ dùng lại để nấu lẩu hải sản. Đó cha. Là khoai cao. Khoai cao. Khoai cao nó mình trộn với hạt điều màu. Dạ. Thì nước cốt dừa các bạn. Cho món cà ri. Chị đang làm tôm mực để cho cái món lẩu hải sản. Bò né sẽ ăn với khổ qua sắc lát nè. Ba uống cho mặn đắng. Sao chị bỏ muối vậy? Mấy ai biết rồi phải. Cái này là món nước lẩu cho lẩu chua lẩu hải sản nè. Mấy bạn thấy chặt một cây dừa mà được cả thau gỏi luôn nè. Cái đám giỗ là một cây dừa à. Trong cây dừa xài một lần à. Em để lấy cái hũ cây nhỏ à, đúng rồi cây nhỏ hoặc là nó chiếc ra cái loại này cây nào mình thấy nó thấy yếu quá không có thể con cá nhiều nó cái chỗ vườn của nó phá rồi. Đây như bạn thấy thì có dưa chuột thì bỏ ruột đi cắt bông cắt sợi mà có kiểu nè. Rồi cà rốt cũng vậy luôn, trộn chung. Cái đó nhỏ đừng ơi. Có cái bự đúng không? Có chở dài vòng vòng đi đâu vừa. Chú Bảy thì phụ trách tiếp khách. Nên cứ mấy bạn thấy ở đây mà chú Bảy mà ra xuống làm bao nhiêu ly cà phê hay là cà phê sữa đồ là ở trên đó có bao nhiêu khách mới vô. Không. Nè, đu đủ vậy à? Vô với hai đứa, đu đủ nó dễ chứ lắm. Rồi, mấy bạn thấy ở miền Tây thì có bàn cúng ông bà xong thì ở quầy đây đã bắt đầu đãi khách luôn các bạn. Thiếu hai người nè. Đi vô 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 phải né chỗ khác cái bị món bò né này độc hại nên phải ăn trước chứ để chút xỉn xỉn là không né được. Chút lại né vô nguy hiểm. À, mấy ông thì ngồi ngoài sân, mấy chị mấy cô thì ở trong đây. Vô đây là vô bạn này bắt qua bạn này nhà hết rồi. Đúng.
Dạ rồi, mời hết mấy anh. Dạ. 1, 2, 3, vô. Phúc hôm nay giỏi. Tiếp khách. Hết cái đó. Không chạy tận xử rồi anh em. Không có. Mạnh đó. Dạ con có cái dạ rồi. Dạ. Con mời cậu, ở đây có cậu như mấy anh em dưỡng. Rồi Quy uống hết ly này cho tất cả các bạn mà nhắn hôm bữa nha. Ở đây Quy với anh Huy uống phụ. Huy uống phụ Huy luôn. Quy luôn. Rồi. Dạ dạ. Rồi vô đi. Vô nha bạn ơi. Muốn nhiều người thôi. Đại bàn mình cũng có món né luôn. Được rồi. Nãy kêu Phúc mà trốn xuống bếp nó ăn rồi. Trốn vô nó không nhận. Thì cái mình làm gì cái này có nước. Chắc nước. Dạng chơi đánh tẻ không mấy bạn ơi? Lâu xôm cái. Như xôm chuột lâu xôm cái. 1, 2, 3, vô. À, thấy không? Nãy mới rô đai à, giờ chạy ngọt rồi nè. Miền Tây trái cây bình thiên nên không có tặng trái cây về bạn, mà chủ yếu gói bánh tét để tặng bà con đem về. Có những cái phần quà chuẩn bị sẵn như thế này để mấy cô mấy dì mấy chú mấy bác kia ăn dỗ xong về sẽ có phần quà cho sắp nhỏ ở nhà luôn. Thôi con lụm luôn. Không gửi hả? Không gửi thì cầm nha. Xe của anh mà. Thì em mát xe đó. À. Trời em hứng lên mà. Vô cái cho sướng rồi. Chú bắt gia đình luôn. Bỏ đó rồi, bắt 7.000 nhện xuống. Nhớ bắt 7.000 nhện không? Dạ. Mua nóc ao rồi. Cái tiền dép là nhà không biết đường kiếm không? Đâu luôn à? Cái lẩu này đặc biệt cái là có thêm con lươn nữa bạn. Khuyến mãi thêm lươn. Lẩu hải sản mà có lươn. À, lươn cắm á, lươn cắm câu. Cạn nha. Rồi cạn luôn. Cạn luôn. Luôn. Chú ba mà cạn thanh niên để lại là không được đâu đấy. Mấy bạn ơi. À, khi mà các bạn về miền Tây mà các bạn mà xác định mà các bạn quen nhiều người là các bạn sẽ mệt nhiều. Mấy bạn thấy mấy chú không? Mấy chú cũng thường. Đầu tiên là xuống xuống xuống. Sau đó là mệt. À mệt đuối luôn. Hôm nay Quy đuối rồi nè bạn. Quy. Dạ rồi. Con quay cậu luôn. Dạ dạ. Dạ chú. Nó vô mé rồi. Mé con. Chú. Hồi sáng con đưa đòn có tiền nha, 10.000 nha. Đó, em cảm ơn anh. Không để nói nhiều đâu, biết mà nói. Mình vô ra hả? 1, 2, 3.
vô chú. Dạ. Thôi cho ít thôi. Dạ, dạ, dạ cho em ít thôi nha. Em ít rồi. Em xong rồi đó. À? Nãy giờ em là quá mức rồi. Sao rồi? Dạ em 50 của cái này đi. Ít rồi sao nữa? Dạ thì cho em chút xíu anh tiệm tỉnh thì ít nữa. Về miền Tây quê hơi sốc căng mà. Dạ. Ăn xong cái ngồi xuống. Nha mấy bạn ơi. Đó. Mình với Phúc theo thứ ba về các bạn à, tại cũng cuối tuần rồi nên tranh thủ về bằng đường bộ gửi giỏ lại cho chú Bảy hai chú cháu về đón xe khách về rồi vài bữa xuống tại còn xuống quay đua ghe nhon ngồi cho bạn coi ở Sóc Trăng á. Phúc có Giang thứ ba ra tới cầu Cái Côn rồi đón xe về các bạn. Bạn thấy phía trước xa xa kia là cầu Cái Côn hả? Cầu Cái Côn bắt từ Hậu Giang qua xã Xuân Hòa cái sách của Sóc Trăng. Dạ thứ ba về. Để thứ ba giật máy, để bà ba giật máy. Cẩn thận. Lô hơi bị nặng đó. Vậy ăn hết này đi về cho nhẹ lại. Ừ, ăn hết đi. Dạ. Một người đi nước đi không? Ờ. Hai chú cháu bỏ chỗ lại bạn. Lên xe đi về.